Dạ vâng, em Ca Linh Vườn Lan 36 xin chào toàn thể cả nhà mình. Thì lời đầu tiên cho em Ca Linh xin gửi tới cả nhà mình lời chúc sức khỏe. Chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, may mắn và sưu tầm được những chậu lan kiếm, chậu địa lan thật là đẹp mọi người nhé. Vâng, thì ngày hôm nay thì em sẽ đánh cả một cái vườn kiếm này. Bàn chí xanh Huế các bác nhìn củ rất chi là đẳng cấp luôn ạ. Cực to và đẹp luôn mọi người nhé. Rất là đẹp và rất là nhiều. Nếu như cái vườn này mà rơi vào tháng 3 năm 2021 thì phải tính cái vườn này phải tầm 450 tỷ đấy mọi người. Cực kỳ là nhiều luôn đấy. Những chậu củ nó to đúng bằng bàn tay luôn các bác này. Đẹp thật đấy. Em là người yêu cây yêu hoa nên là em rất thích, nhìn nó cực kỳ là thích luôn. Chắc là các bác cũng không ngoại lệ. Đấy, cũng không ngoại lệ là yêu những dòng cây lá xanh như thế này. Đấy, như dòng kiếm thì là cái dòng mà tất cả đều là lá xanh. Đấy, còn nếu như mà lá vàng là cây chết rồi. Đấy, còn hầu như là toàn là lá xanh các bác nhá. Nó không giống như cái dòng khác là xuống lá và để ra mầm mới, nghĩa là thân nó vẫn vậy và vẫn đẻ mầm. Đây, mùa này là mùa măng mầm và mùa của hoa. Đấy, măng mầm và mùa của hoa các bác nhé. Cực đẹp luôn. Ôi giời, lạc vào đúng là vườn xanh luôn các bác ạ. Đấy, thì mọi người vào xem kênh của em thì nếu mà chưa đăng ký kênh thì cho em Ca Linh xin một lượt đăng ký kênh mọi người nhé. Và một lượt like ạ. Em Ca Linh xin chân thành cảm ơn tất cả nhà mình. Đây, bản lá của thần cực kỳ là đẹp luôn. Em lấy cái kéo trên kia em cắt hết các cái dòng này anh với. Vâng, em xin phép thôi xuống like tại đây. Và bây giờ là sẽ nhổ từng khóm một các bác ạ. Đây thì thật sự họ không bán chậu. Để cái chậu bây giờ thì hiện tại nó những cái chậu cổ này này, đắt hơn tiền lan các bác nhé. Đắt hơn tiền lan. Đây là những cái chậu cổ đấy. Có những cái chậu cổ mà nó phải tầm mười mấy triệu. Như hai cái chậu này này, mười mấy triệu một chậu. Cái tiền chậu không ấy mọi người ạ. Tiền chậu không phải là mười mấy chậu, mười mấy triệu rồi. Vâng, em xin cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi kênh của em. Em xin phép xuống like. Và một lần nữa xin chào và kính chúc cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.